Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt MongoDB trên Windows. Thì đầu tiên tôi sẽ đi vô Google và tôi sẽ search là MongoDB download. Thì các bạn sẽ đi vô cái trang MongoDB Download Center. Thì ở đây thì các bạn sẽ chọn cái tab là server. Và ở đây thì các bạn chọn cái version, thì cái version mới nhất của nó hiện tại là cái version 4.2.5, rồi cái phiên bản mà nó đang development, tức là nó đang người ta đang phát triển là 4.3.5. thì đây có rất là nhiều các phiên bản, tôi thích xài cái mấy cái phiên bản nào mà nó chẳng hạn như là cái phiên bản 4.2.5 này, tôi sẽ cài đặt chọn phiên bản này. Rồi ở đây thì các bạn có thể chọn hệ điều hành của các bạn, ví dụ máy của tôi là Windows thì tôi sẽ chọn cái này. Rồi nếu mà các bạn nào là Ubuntu Linux chẳng hạn thì các bạn chọn là Ubuntu Linux. Đó. Đây thì cái backing thì các bạn có hai dạng là MSI hoặc là zip, thì tôi chọn là MSI. Thì cái này chúng ta cứ cài đặt chọn cái MSI được rồi. Nếu mà chọn zip thì chúng ta về chúng ta phải giải nén ra không mất công. Đó. Victor download. Rồi, thì tôi sẽ chọn cho lưu tập tin. Như vậy là nó đã download xong, thì tôi sẽ đi vào cái folder download. Tôi sẽ rút nó về cái folder này đó. Hạn như tôi sẽ vào cái ổ E. Tôi sẽ lưu vào một cái folder nào đó để tôi giữ lại và tôi có thể giải nhẹ về sau. Thì ví dụ tôi cần tôi cài đặt chỗ nào đó, ví dụ hồi trước thì tôi có một số cái phần mềm cài đặt cho cái MongoDB cũ thì tôi có đặt ở đây, tôi cũng tạo ra một cái folder để tôi lưu trữ nó lại. Ví dụ là setup MongoDB 4.2.5. Tôi sẽ lưu nó cho đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cài đặt nó. Thì để mà cài đặt thì các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn của nó. Ví dụ các bạn muốn hướng dẫn ở trên Windows thì các bạn chọn Windows. Các bạn sẽ đi vào cái đường link của nó ở đây. Đó, thì trong này thì nó có hướng dẫn cho các bạn, hướng dẫn đầy đủ cho các bạn luôn. Rồi nó không có giải thích chi tiết các thành phần cho các bạn. Ví dụ như nó không hướng dẫn các bạn download này. Download thì các bạn click vào đây thì nó sẽ trở về cái trang download của nãy. Đó, thì nó cũng sẽ trở về cái trang download của nãy. Ví dụ này. Đó, thì tôi nó cũng hướng dẫn các bạn là run mấy cái file như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì tôi sẽ click vào double click vào. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho net. Rồi bạn cũng chọn cho I accept cái này sẵn. Rồi tiếp theo thì tôi chọn cho net. Đây thì nếu mà các bạn nào mới học thì các bạn nên chọn cái tùy chọn là commit. Còn nếu mà các bạn nào rành rồi thì các bạn phải chọn vô cấp tầm. Ví dụ như tôi rành rồi thì tôi chọn vô cấp tầm chẳng hạn. Ở đây thì các bạn có thể cái đường dẫn mặc định của nó sẽ ở trong cái ổ C program file. Nếu mà các bạn nào muốn cài đặt trong một cái ổ khác thì cũng được luôn. Các bạn có thể click vào rồi các bạn chọn cái ổ khác. Tôi chọn luôn cái ổ này. Tôi tiếp theo click vô net. Rồi tiếp theo thì ở đây thì tôi sẽ chọn cái tùy chọn là install MongoDB as a service. Rồi tôi chọn một cái mặc định là run service as network service. Đó, rồi cái folder mà data recording tôi sẽ chỉnh lại cho nó. Rồi tôi sẽ có folder là DB. Rồi tiếp theo thì tôi cũng chỉnh lại cái đường dẫn là bên dưới này data log
rồi tôi cho next. Rồi cái này là cái nó hỏi các bạn có install cái MongoDB Compat không, thì cái MongoDB Compat này nó là một cái quốc gia, cái giao diện vui để chúng ta có thể xem được mấy cái database, mấy cái table vân vân, thì các bạn có thể chọn cái này thêm, hoặc là nếu mà thường thường thì ở ngoài thì người ta thường thường sử dụng cái là Robo Mongo, thì ở buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái Robo Mongo. Tôi sẽ cài đặt cái Robo Mongo để mà truy cập những cái database của chúng ta. Ở đây tôi sẽ chọn cho net, rồi tôi chọn cho install. Ở đây thì tôi chưa muốn, nó kêu là các bạn có muốn tì tạp không, thì tôi chọn là do not no admission, thì tôi sẽ tì tạp sau. Này tôi chọn ignore, tôi sẽ tạt nó sau, tôi click vô finish rồi các thì chúng ta nó yêu cầu là đi tạt thì tôi sẽ đi tạt cái máy lại sau. Tôi chọn tôi nâu thì các bạn nên cài đặt đi tạt lại cái máy để cho nó hệ thống nó cập nhật lại. Rồi các bạn có thể đi vô cái folder OC và vô cái Google file, thì đây MongoDB tôi đã tạo ra cho các bạn cái database của MongoDB, các file cái đặt của nó ở trong này. Rồi ở bên ngoài thì nó cũng tạo ra cho tôi cái folder data, rồi cái folder DB, cái folder log như vậy. Thì mà folder DB thì tôi sẽ chứa các database ở trong này, cái folder log thì chúng ta sẽ chứa các log console của nó ở trong này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi quay lại cái folder profile, rồi tôi đi server rồi đọc pin, thì tôi copy cái đường dẫn và tôi sẽ mở cái sim đi lên và tôi sẽ đi vô cái folder của nó đây, rồi tôi sẽ có lệnh mongo đây để cho nó chạy. Và nó tôi chạy thì nó sẽ trong cái C, cái folder data, folder DB thì nó sẽ tạo ra cho tôi cấp 2 như vậy. Đó. Rồi, tôi sẽ top cái này lại. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái MongoDB. Thì bây giờ các bạn sau khi cài đặt xong thì các bạn nên đi tạm máy để các bạn cho nó update lại cho cái máy của các bạn. Thì ở buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái Robo Mongo DB để mà chúng ta có một cái GUI để chúng ta access với cái database của chúng ta.